Các bạn đang nghe truyện mạc thế chi toàn năng đại sư trên kênh TV Audio CV. Chương 481, Vây Công, 2. Sau đó, Tần Phong lại thu thanh vương đao vào. Lực phòng ngự của kim sa trùng mẫu cực mạnh, thậm chí có khả năng miễn dịch công kích phù văn, vậy công kích thân thể thì sao, tốc độ của Tần Phong lập tức tăng vọt. Long hành thuật Long phách kích Tần Phong nâng một tay lên, một cái long trảo cực lớn xuất hiện, đường kính khoảng 3 mét ngầm mang theo nội lực cuồn cuộn tầm vang đánh trúng sát ngoài của trùng mẫu trăng rắc vỏ ngoài như ngọc thạch này lập tức nứt ra một cái lỗ lớn có hy vọng bóng dáng tần phong liên tục chớp lên đã rơi vào trên người trùng mẫu hấp tinh quyết sức đẩy trong nháy mắt nội lực điên cuồng xuất hiện lực lượng trong thân thể tần phong khuếch trương lớn mấy lần oanh một quyền đánh vỡ vụn sát ngoài của kim sa trùng mẫu oanh lại thêm một quyền rầm 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 tần phong đứng trên người kim sa trùng mẫu không ngừng vung nắm đấm nội lực mang đến tiếng rít gào đinh tai nhức óc sát ngoài của kim sa trùng mẫu thay đổi trở thành lưỡi đao đâm về phía tần phong chỉ là bị nội lực cương khí của tần phong ngăn cản công kích của tần phong từng quyền đến thịt rống kim sa trùng mẫu bị cuốn lấy căn bản không có cách nào thoát khỏi tầng phong. Đột nhiên, một mảnh ánh sáng vàng xuất hiện, thân thể kim sa trùng mẫu nhanh chóng thu nhỏ. "Không tốt, trùng mẫu muốn chạy trốn." Hồ Lương tức giận nói. Mặc cho ai cũng biết, dị thú cấp thú vương có được thuật biến hình, thú vương to lớn khiến người ta e ngại, thú vương thu nhỏ khiến người ta không thể tìm kiếm, cho tới bây giờ đều đứng ở thế bất bại. Vào lúc này, tuyệt đối không thể để thú vương chạy trốn. Tần Phong cuốn lấy thú vương, lúc này lại một đạn pháo đánh tới, là lâm thực, quy lực của viên đạn pháo này không yếu, có thể tổn thương được kim sa trùng mẫu, tất nhiên cũng có thể làm Tần Phong bị thương. Đây là dự định một mẻ hốt gọn cả Tần Phong và kim sa trùng mẫu. Ánh mắt Tần Phong đột nhiên ngưng tụ, chuyển. Tinh thần lực to lớn trực tiếp cắt đứt sự khống chế của lâm thực với đạn pháo. Đạn pháo quay về một phương hướng khác, ầm vang nổ tung kim sa trùng mẫu trên mặt đất đều bị nổ lật tung. Sắc mặt lâm thực tái xanh. Viên đạn pháo này rất đắt đỏ, đều dùng để đối phó cấp thú vương. Tần phong lại không chế đạn pháo đi đánh kim sa trùng bình thường, đây không phải là đạn pháo đánh con mũi sao, đáng giận, lâm thực gầm thét, sau đó tâm thần khẽ động, ý thức lực đột nhiên truyền ra tin tức, đừng để trùng mẫu chạy trốn. Nhanh đoạt lại tinh hạch thú vương. Ý của lâm thực hiển nhiên là kẻ gây tai họa, muốn để mọi người tiến hành quấy nhiễu tần phong. Năng lực giả khác đều ngạc nhiên, sau đó ánh mắt nóng rực. Bọn họ trưởng thành đến hiện tại, tất nhiên không phải người xúc động, cũng không muốn bị người khác coi là súng để sử dụng. Nhưng lợi ích trước mặt, người người dao động, điều này khiến các năng lực giả đều rụt rịch ngóc đầu dậy. Lên! Giết! Mọi người gầm thét, dần dần dết đỏ cả mắt, trong mắt đều là vị trí của Tần Phong. Dù sao, thú vương vẫn luôn đuổi theo đánh tần phong lúc này tần phong cười lạnh trùng mẫu núp trong bóng tối chuẩn bị trắng trợn dết lại những người này lại tưởng trùng mẫu là cừu non đợi làm thịt thậm chí đã coi tần phong như đối thủ cạnh tranh quá buồn cười ngay lúc này trên chiến trường đột nhiên hiện ra một vệt sáng vàng a à, một cổ võ giả cấp dê ôm lồng ngực của mình dường như căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ là những người khác lại nhìn thấy ngực năng lực giả kia bị một kim sa trùng màu vàng cực nhỏ phá vỡ. Phốt Năng lực giả cấp dê này mạnh hơn cũng không có cách nào thay đổi, nội lực tán loạn đến không trung, cả người ầm vang ngã xuống, cẩn thận. Người xung quanh đều bừng tỉnh, kim sa trùng mẫu thu nhỏ, tốc độ của nó cực nhanh, nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một vệt ánh sáng vàng lướt qua trên chiến trường. Long hành thuật tần phong quán chú nội lực vào cả người đột nhiên tấn công lại bóng dáng của hắn cũng hóa thành một tia sáng vàng cao lực tác chiến ở tuyến đầu đột nhiên cảm thấy trước mắt hiện ra tia sáng vàng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn ta là kim sa trùng mẫu cao lực muốn lùi lại không còn kịp nữa tốc độ của kim sa trùng mẫu quá nhanh ngay lúc cao lực cảm thấy chắc chắn phải chết tất cả mọi thứ trước người như động tác tua chậm một tia sáng vàng tốc độ càng nhanh hơn xuất hiện Oanh! Cả hai đánh vào nhau, bóng dáng dừng lại, lộ ra bóng dáng kim sa trùng mẫu và tần phong. Chết! Tần phong vỗ một chưởng xuống, chụp vào kim sa trùng mẫu. Oanh! Nội lực điên cuồng tràn ra, kim sa trùng mẫu lại không chịu nổi cả một chưởng này, tầm vang nổ tung. Thuật biến hình lập tức biến mất theo kim sa trùng mẫu chết đi, thân thể thu nhỏ của kim sa trùng mẫu bành trướng. Trong lúc hỗn loạn, một viên tinh hạch thú vương lập lòe ánh sáng dưới ánh mặt trời khiến người ta liếc mắt một cái đã khóa chặt nó tần phong một phát bắt được lúc này lại có một bàn tay khác duỗi ra là lôi xương lôi xương chờ đợi cơ hội này đã rất lâu chỉ không ngờ cuối cùng vẫn chậm hơn tần phong một bước hắn ta lập tức giơ trường đao trong tay lên chém về phía cánh tay của tần phong ầm nội lực đao mang trên trường đao đánh vào nội lực cương khí của tần phong phát ra tiếng vang thu tần phong lập tức thu lại tinh hạch kim sa trùng mẫu đặt vào trong trang bị phù văn không gian lại nhìn lôi xương trong mắt tần phong đều là sát ý xoạt hắn rút ra thanh vương đao từ trong trang bị phù văn không gian hỏa diễm bị nội lực kích phát mãnh liệt bay lên chết hỏa diễm đao mang lôi đao lôi xương cũng trống giận cứng đối cứng với tần phong oanh hai nội lực này chạm vào nhau hỏa diễm và lôi đình đồng thời tuôn ra ánh sáng màu xanh và tím trắng vô cùng lóa mắt chỉ trong chớp mắt ngọn lửa màu xanh lam đã bao phủ lôi đình tình hình chiến đấu vừa xem hiểu ngay lôi xương căn bản không phải đối thủ của tần phong sau khi hai thanh vũ khí trải qua nội lực giao phong lúc này mới chính thức đụng vào nhau ánh mắt lôi xương hung ác hắn ta không tin là người của một tập đoàn, vũ khí của hắn ta sẽ kém đến mức nào. Chỉ là ngay sau đó đã xảy ra việc khiến lôi xương trợn mắt há hốc mồm. Loãng xoảng Hai thanh vũ khí đụng vào nhau, ngay sau đó lôi đao đã bị chặt đứt, thanh vương đao trong tay tần phong lập tức xẹt qua cổ lôi xương, y. Lôi xương muốn mở miệng lại phát hiện dường như sức lực cả người đã biến mất không thấy, ánh mắt hắn ta như đang không ngừng xoay tròn đầu của hắn ta đã hoàn toàn rời khỏi thân thể. Lôi xương lại không có cả thực lực chống đỡ một đao với Tần Phong, trực tiếp bị Tần Phong chém rụng đầu, lôi xương chết. Nội lực của Tần Phong yên hơi lặng tiếng dao động, chẳng mấy chốc đã hấp thu nội lực tứ tán ra của lôi xương, mặc dù không hấp thu nhiều bằng tiếp xúc thân thể nhưng cũng thu nạp được 8 phần 10. Lúc này, năng lực giả khắc cướp được sát ngoài và kim huyết nhục của kim sa trùng, nhau nhau để mắt đến Tần Phong như sói đói nhưng chẳng mấy chốc sống lưng bọn họ lạnh lẽo xác lôi xương đã nằm trên mặt đất khiến bọn họ ngạc nhiên trong thời gian ngắn ngủi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lôi xương lại chết đoàn trưởng lâm thực giận dữ hoàn toàn không ngờ lôi xương lại chết như vậy ánh mắt hắn ta lập tức khóa chặt tần phong là ngươi ngươi giết đoàn trưởng chúng ta lâm thực gầm thét giọng tần phong cũng mang theo nội lực giết thì đã sao tần phong nghiêm nghị quát ta đã vất vả chiến đấu không phải để các ngươi kiếm lợi hiện tại tất cả người cầm huyết nhục của kim sa trùng đều bỏ ra cho ta sau khi chiến đấu thống nhất phân chia nếu không lấy ra ta lập tức để các ngươi đổ máu ở nơi đây ta nói được thì làm được người xung quanh đều run rẩy tần tiên sinh ta nghe ngươi cao lực là người thứ nhất đứng ra vừa rồi tần phong cứu được cao lực tất nhiên cao lực cũng cách kim sa trùng mẫu gần nhất kim sa trùng mẫu nổ tung mà chết sau khi huyết nhục bay ra, cao lực nhặt được một miếng to. Tinh hạch kim sa trùng trị giá khoảng 50 ức, nhưng giá trị của huyết nhục và sát ngoài cũng không kém, cộng lại ít nhất có 150 ức, tùy ý nhặt được một miếng thịt cũng có giá trị hơn 10 ức, cao lực hào phòng như vậy, tất nhiên cũng biết Tần Phong không đối xử tệ với bọn họ. Có người thứ nhất dẫn đầu, minh ước người tự do tất nhiên tin tưởng Tần Phong, nhao nhao lấy đồ vật ra. Vũ khí trong tay Tần Phong chỉ về phía người lôi đường. Các ngươi cũng muốn đi cùng Đoàn trưởng của các ngươi sao? Những người này đều đổ mồ hôi lạnh. Vi áp của Tần Phong quá cường đại, cùng cấp bậc, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của Tần Phong. Tuy không cam tâm nhưng bọn họ biết hiện tại Tần Phong nói được làm được. Đoàn trưởng cũng bị giết, giết những người khác chẳng phải dễ dàng hơn sao? Bây giờ ngay cả Lâm Thực cũng không dám nói chuyện. Mọi người đều lấy tài liệu trùng mẫu ra. Bạch Ly thu lại từng cái, hỗn loạn cũng dừng lại. Tiếp tục vây quét, giết đến con kim sa trùng cuối cùng. Tần Phong mở miệng nói, "Mọi người không cãi lại, nhưng người vừa bị Tần Phong làm cho rất ấm ức, lúc này đều phát tiết tất cả lửa giận trên người kim sa trùng mẫu." Không có trùng mẫu chống đỡ, kim sa trùng chỉ còn lại mấy ngàn trùng tộc, liên tục bại lui, chẳng mấy chốc đã giết sạch sành sanh. Cho dù có một hai con chạy thoát ra ngoài, trong thời gian ngắn cũng không thể tạo thành bầy trùng. Có thể nói, kế hoạch lần này được tính là rất thành công, lúc trận chiến kết thúc, mặt trời đã lặn về phía tây, trận chiến kéo dài hơn 10 giờ khiến tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng những người này đều không rời đi, ngược lại nhìn về phía Tần Phong như đang chờ Tần Phong phân chia. Một trận chiến, 10 người cấp dê đã chết, ở đây cũng chỉ còn lại 150 người, nhưng phần lớn đều không phải người của Minh ước người tự do. Hồ Lương và Nghiêm Phóng cũng đi tới. Tần Phong biết bọn họ muốn làm gì nhưng Tần Phong lại không nghĩ bàn bạc với bọn họ. Cũng không muốn đón ý thùa theo những người này. Ánh mắt hắn nhìn quanh, mở miệng nói, lần này là tình huống bất chợt. Vốn là ta và hơn 40 năng lực giả của Minh ước người tự do vất vả phấn đấu ra kết quả này, thời gian 7-8 ngày vây quét 10 vạn trùng thú, chắc các ngươi cũng nghe nói chiến tích này chứ. Người của Minh ước người tự do mỉm cười, tất nhiên trong lòng cũng vui vẻ rất hiển nhiên bây giờ tần phong nói lời này e rằng trên mặt phân chia chiến lợi phẩm sẽ nghiêng về phía bọn họ trên mặt những năng lực giả khác cũng ít nhiều xuất hiện chút vẻ không cam tâm nhưng càng nhiều hơn là một loại kính sợ với tần phong thực lực của tần phong quá mạnh nếu không có tần phong đừng nói giết trùng mẫu trùng mẫu không diệt tất cả đã không tệ tần phong làm thế cũng là đương nhiên người hiểu được lý lẽ sẽ không hung hăng càng quấy nếu không có những người này, e rằng hôm nay đối mặt cũng không phải 10 vạn trùng thú, mà là 20 vạn, bầy trùng tấn công, hồ lương tướng quân sa động trấn có quyền phân chia tuyệt đối, nhưng cũng không làm ra quá nhiều cống hiến với trùng mẫu, điều này ta nói không sai chứ. Tần Phong nhìn về phía hồ lương. Tất nhiên hồ lương cũng muốn tài liệu trùng mẫu, chỉ có điều hồ lương cũng chột dạ, biết mình làm ra quá ít cống hiến. Tần Phong tiếp tục nói, cho nên ta lấy ra hai phần mười tài liệu để hồ tướng quân tiến hành phân chia không đủ sao rốt cuộc những thứ này được phân chia thế nào tự ngươi quyết định hồ lương nhíu mày một cái thầm mắng tần phong là tiểu hồ ly đây đúng là kẻ gây tai họa hai phần mười tài liệu cũng khoảng bốn mươi ức nhưng phải phân chia cho hơn một trăm người tần phong cầm đi tám phần mười lại chỉ chia cho bốn mươi người ai chiếm được lợi ích trong việc này vừa xem hiểu ngay được ta đồng ý Tần Phong nhìn về phía nghiêm phóng. Ta và Minh ước người tự do hợp tác, trong trận chiến với trùng mẫu là ta bỏ sức nhiều nhất, nhưng không có mọi người cũng không thể dụ kim sa trùng mẫu đi ra, ta vẫn lấy 2 phần 10 tài liệu, mọi người cùng nhau chia một chút thì như thế nào? Tính toán như vậy, cũng khoảng một người được 100 triệu tiền thịt trùng mẫu. Về phần còn lại, tất nhiên Tần Phong muốn giữ lại tinh hạch năng lượng cho Bạch Ly, có thể, tự nhiên kiếm lời 100 triệu, quan trọng nhất đó là tài liệu thú vương, ăn hết hoặc dùng để cường hóa trang bị phù văn đều là đồ tốt, Trần Tường là người đầu tiên mở miệng nói. Ta cũng đồng ý. Đồng. Đương nhiên có thể, dù tần tiên sinh không chia cho chúng ta cũng là chuyện đương nhiên, dù sao săn giết kim sa trùng bình thường, chúng ta còn có trợ cấp. Mọi người đều đồng ý, chỉ có nghiêm phóng nụ cười không đến đáy mắt, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, hắn ta là người quản lý minh ước người tự do, nhiệm vụ phân chia không phải nên do hắn ta làm sao, hơn nữa kết quả cuối cùng lại là tất cả mọi thứ chia đều, mỗi người 100 triệu, vốn nghiêm phóng muốn để Tần Phong chia ra một nửa lợi ích, thậm chí giao ra tinh hạch thú vương, ai ngờ kết quả cuối cùng lại là như vậy. Nghiêm phóng thật sự không biết đám người này là kiến thức hạn hẹp hay bị Tần Phong dọa sợ, điều kiện như vậy cũng đồng ý, tất cả mọi người đã đồng ý, cứ vậy đi, nghiêm phóng chỉ có thể mở miệng nói. Tần Phong gật đầu, nói, sau đó ta sẽ cho người kiểm kê, chia ra giao cho hồ tướng quân và nghiêm tiên sinh, các ngươi đi phân chia là được. Có thể, trong lòng nghiêm phóng lại bắt đầu xoay chuyển, nghĩ xem nên ăn chặn số còn lại như thế nào. Đã không có chuyện gì, mọi người đều trở về đi, hồ lương mở miệng, mọi người cũng giải tán. Sắc mặt hồ lương trở nên nghiêm túc, nhìn về phía tầng phong, tầng tiên sinh, ngươi giết lôi xương, mọi người thấy rõ chuyện này như ban ngày, e rằng sẽ mang đến rắc rối cho ngươi." Tần Phong thản nhiên nói, chỉ là hắn quá yếu. Yếu đến mức không đỡ được một đao của Tần Phong. Hồ Lương vừa bất đắc dĩ vừa ghen ghét, thực lực của Tần Phong thật sự quá mạnh. "Tuy lời ngươi nói không sai nhưng dù sao người đã chết, tập đoàn Lôi Đường cũng không từ bỏ ý đồ." Hồ Lương nói. "Vậy để bọn họ đến tìm ta." Tần Phong thật sự không sợ người Lôi Đường. Dù thật sự phái ra năng lực giả cấp C, đánh không lại cũng có thể chạy đi. Được. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, sau này ngươi chú ý, cẩn thận bị những người này đánh lén. Cùng lắm thì rời khỏi nơi này, trời đất to lớn, ta còn không đi được sao. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nếu không phải liên minh nhân loại quy định cấp dê cần tiến hành vây quét 3 tháng ở xa động trấn, Tần Phong thật sự không muốn lãng phí 3 tháng này. Hơn nữa, 7-8 ngày giết số lượng 10 vạn, Tần Phong cảm thấy những người khác có ở lại 3 tháng cũng chưa chắc làm được. Tần Phong trở về xa động trấn, giao đồ vật cho hàng noãn để hàng noãn đi xử lý. Gần đây tác chiến cường độ cao, Tần Phong cũng muốn nghỉ ngơi một chút, sau khi nghỉ ngơi một ngày, Tần Phong còn chưa kịp đi ra ngoài đã có người khác đến tìm, là Trần Tường, chẳng những có Trần Tường, còn có Cao Lực và bốn năm người. Tần Phong cũng quen sơ với bọn họ, trước đó hợp tác nên cũng biết tên. Tần Phong để bọn họ đi vào trong căn hộ, rót nước. Sao đột nhiên đến đây? Là dự định mở tiệc ăn mừng. Chúc mừng một chút, Tần Phong nói. Thôi đi, còn chúc mừng cái gì? Bận rộn lâu như vậy, lại thành bận rộn vô ích một trận, Cao Lực nói. Tần Phong nghi ngờ nhìn mọi người, trong 7-8 ngày này năng lực giả cấp dê đều rất cố gắng, dù là một ngày 100 vị thú cấp dê bí mật dẫn theo cấp e khác, bảy tám ngày sau cũng có thu nhập 100 triệu, khỏi phải nhắc đến hôm qua mình còn được chia 100 triệu. Tính toán như thế cũng không tính lỗ vốn. Trần Tường ngầm đá cao lực một cái, lúc này mới nói với Tần Phong, là nghiêm phóng, hôm qua ngươi cũng đã quyết định một người 100 triệu tài liệu, nhưng sau khi giao cho hắn, nghiêm phóng lại thay đổi ý tưởng nói phân chia theo sức lao động, người được phân chia đều là người khá thân thiết với hắn. Tần Phong nghe nói như thế lập tức hiểu ra. Tần Phong nhấp một ngụm nước, nói, ý của Trần Ca, không phải muốn ta đứng ra chủ trì công đạo chứ. Vẻ mặt cao lực thể hiện sự đồng ý, những người khác cũng hơi mong đợi nhìn Tần Phong. Chỉ có Trần Tường cười khổ, nói, ta cảm thấy không cần phải như vậy. Dù sao nghiêm phóng cũng là cổ võ giả cấp dê tám, không đáng trở mặt. Tần Phong mỉm cười nhìn mọi người, nói, xem ra minh ước người tự do này cũng giải tán. Vốn chỉ là hợp tác miệng, Cao Lực nói. Tần Phong nói, các ngươi là nghĩ rõ ràng hay giả vờ hồ đồ đây. Đi. Ta còn trẻ như vậy cũng thấy rõ chuyện này như thế nào, các ngươi không biết, hiện tại đến tìm ta là có ý gì. Dự định để ta dẫn dắt các ngươi thành lập một liên minh khác. Tất cả mọi người bị Tần Phong nói chúng suy nghĩ, hơi xấu hổ. Tần Phong miễn cười, trực tiếp vạch trần mọi việc. Thực lực của Nghiêm Phong ở cấp D8 tiềm lực cũng không tệ, thậm chí trong tương lai có khả năng đến cấp C, hắn xây dựng minh ước người tự do này, nói trắng ra là chiêu mộ thủ hạ cho mình, có vài người cảm thấy đi theo hắn tiền đồ vô lượng, tất nhiên sẽ thân thiết với hắn, hắn cũng sẽ cho người ta một vài ưu đãi. Cao lực khó chịu nói, chúng ta thật sự không muốn làm thuộc hạ của hắn, nhưng ít nhất cũng nên nhận được thứ đáng có. Hắn cần chiến lợi phẩm mà ngươi phân chia cho mọi người để hối lộ người khác, hưởng thụ lợi ích đây là không đúng là không đúng không phải hắn đang chịu hậu quả sao minh ước này đã giải tán tần phong vừa cười vừa nói điều này cũng đúng trần tường gật đầu thừa nhận sự thật này mặc dù không nói rõ ràng nhưng sau kế hoạch lần này hình thức liên hợp minh ước người tự do mấy tháng đã tự sụp đổ tần phong sau này ngươi có tính toàn gì không xây dựng một đoàn đội đi cao lực vội vàng hỏi tần phong nở nụ cười nhạt thật ra hắn biết trước đó cao lực cũng muốn hỏi những điều này hoặc phải nói đây là ý định của những người này dựa lưng đại thụ dễ hóng mát trước đó những người này đi theo nghiêm phóng cũng là như thế lúc chiến đấu giả ngoại có một người quan tâm chẳng may gặp phải kẻ địch mạnh còn có thể kêu cứu cùng lúc hưởng thụ những tiện lợi này những người này lại không muốn gánh trách nhiệm làm thủ hạ cho nghiêm phóng thiên hạ đâu có nhiều chuyện tốt như vậy ta tạm thời không có quyết định này, hơn nữa phong cách chiến đấu của ta rất dễ ngộ thương những người khác, cho nên lần này dự định hành động một mình. Điều này cũng tốt, Trần Tường gật đầu, không nói tiếp gì nữa, hắn ta quen thuộc Tần Phong hơn những người khác một chút, biết tính cách của Tần Phong, lần trước liên hợp tác chiến cũng chỉ là Tần Phong nhìn trúng viên tinh hạch thú vương này. Chỗ tốt liên hợp không nằm ở chỗ có thể chém giết bao nhiêu trùng thú, mà là vào thời điểm sau khi chiến đấu, có bao nhiêu người có thể khoanh tay đứng nhìn không tranh đoạt với tần phong lần này tập đoàn lôi đường có thể nói là đại bại quay về đây chính là việc rất hiếm xảy ra nói cho cùng tần phong có tác dụng mang tính chất quyết định lực uy hiếp với những người đang ẩn nấp cũng không nhỏ sau đó mọi người lại nói thêm một vài chuyện đề nghị trước đó tất nhiên không giải quyết được gì tần phong cũng không cần bó tay bó chân như vậy hơn nữa giết chết lôi xương Tần Phong cũng coi như giết gà dọa khỉ, lúc xảy ra chiến đấu, có vài người muốn ước lượng một chút, rốt cuộc có nên đưa tay về phía Tần Phong không? Lần chiến đấu này qua đi, Tần Phong cũng không xin báo cáo kế hoạch gì với Hồ Lương, chỉ dẫn theo Bạch Ly đi vào trong sa mạc Bắc Hải. Trong hoang mạc có vô số dị thú, phần lớn đều là trùng tộc. Trong thủy triều của loại dị thú này, Tần Phong như rồng vào biển rộng, tiêu giao tự tại. Mỗi ngày đều không ngừng giết chóc, tăng cường thực lực của mình. Thú vương trong sa mạc Bắc Hải lại gặp nạn. Trong sa mạc, một thực vật biến dị cực lớn tiên nhân trưởng ầm vang sụp đổ. Đây là một thực vật biến dị vương giả khác đã đạt tới cấp dê, lại bị tần phong trực tiếp nhổ tận gốc, mỗi một cây gai trên người đối phương đều có giá trị lớn, thịt của tiên nhân trưởng cũng tươi non ngon miệng, hoàn toàn có thể so sánh với linh thảo. Không chỉ như thế, Bên trong thực vật biến dị này càng có một viên tinh hạch thú vương cấp dê hệ thủy. Hiện tại đều là của Tần Phong. Trống, một con thú vương xa xà toàn thân màu nâu đất, dài trong 50 mét hết thảm. Nó vẫn là bá chủ, hôm nay lại gặp kẻ địch mạnh. Chết đi! Tần Phong cầm thanh vương đao vung ra một tia sáng màu xanh lam, phong hỏa liên thiên đánh trúng bảy tất cự xà. Cự xà vùng vẫy một lúc, thân thể dần ngừng lại nhưng đã mất đi hơi thở. Tần Phong rút gân lột da, mang con cự xà này đi. Trong lối đi dưới lòng đất đen kịt, một trùng mẫu màu đen cực lớn hoảng sợ hét lên. Trong bầu trời đêm, điệp sát giả tối tâm leo ra ngoài ẩn nấp bên cạnh, chưa kịp duỗi ra móng vuốt đã bi thảm bị giết. Nửa tháng sau, trong căn hộ của Tần Phong, hàng mãn đang báo cáo giao dịch gần đây cho Tần Phong. Cho nên, tổng thu nhập tháng này là 572 ức. Hàng Noãn đã xác định con số này 100 lần thật sự không thể tin được, trong một tháng này số tài liệu qua tay nàng xử lý lại nhiều như vậy. Tần Phong gật đầu, nói, tạm được, đây coi như phần thưởng của ngươi đi. Tần Phong lấy ra thịt trùng mẫu, tuy thực lực của trùng mẫu yếu hơn dị thú cấp thú vương, nhưng ý thức lực của trùng mẫu vẫn khá cường hãn, một bộ phận không sở hữu dị năng, ý thức lực lại tiềm ẩn trong thịt trùng này. Đối với hàng noãn cũng được coi là vật đại bổ, cảm ơn lão bản. Hàng Noãn lập tức vui vẻ ra mặt. Được, đi làm việc đi, ta cũng muốn đi ra ngoài. Tần Phong hẹn lộ vạn bảo gặp mặt. Tuy Hàng Noãn đã xử lý tài liệu bình thường Tần Phong săn giết được, giao dịch của Tần Phong và lộ vạn bảo cũng không dừng lại. Nửa tháng này, Tần Phong săn giết bốn con thú vương, số tài liệu đưa cho vạn tông cũng có giá trị cực lớn khoảng 1.200 ức. Cứ thế, hạn mức uy tín của Tần Phong ở vạn tông cũng đến một cấp độ rất cao, nói là đãi ngộ cấp khách quý cũng không đủ. Lần này làm giao dịch với lộ vạn bảo, lại là trước đó Tần Phong để lộ vạn bảo đi thu thập tinh hạch năng lượng thú vương cấp dê, Tần Phong săn giết được đều là tinh hạch dị năng, một cái giá trị gấp 3 lần tinh hạch năng lượng, Tần Phong đều dùng để trực tiếp đổi lấy, hiện tại lại là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cả hai hợp tác khá vui sướng. Tuy lộ vạn bảo không biết Tần Phong cần nhiều tinh hạch thú vương như thế làm gì, nhưng trong nửa tháng này hắn ta cũng đã kiếm bộn. Đúng rồi, Tần Tiên Sinh, trước đó ngươi ủy thác ta truyền tin tức muốn buôn bán cánh chim Lam Diễm Khổng Tước Hoàng, có người cung cấp vật này, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú không? Lộ Vạn Bảo nói xong cũng lấy bộ đàm ra, đưa một hình ảnh đến trong tay Tần Phong. Tần Phong chỉ nhìn thoáng qua, khá ngoài ý muốn nói, thái dương tinh thiết. Thứ này giống với tinh thần thiết, chỉ là thuộc tính hệ hỏa vô cùng nóng rực chỉ cần có thể hòa tan, Thái Dương tinh thiết có thể chế tạo ra thần binh lợi khí. Hơn nữa, còn là đồ vật vĩnh viễn không đào thải. Đương nhiên, muốn hòa tan Thái Dương tinh thiết để chế tạo thần binh lợi khí cũng rất khó khăn, chi phí chế tác quá cao, rất nhiều người đều không đủ sức. Không sai, khối Thái Dương tinh thiết này nặng 2 kg, lô, gam, không tính là nhỏ, nhưng đối phương mở miệng muốn toàn bộ cánh chim lam diễm khổng tước hoàng còn lại của ngươi, cái giá này giá trị không tính ngang nhau, nếu dựa theo chi phí chế tác thần binh lợi khí, Tần Phong tuyệt đối chịu thua thiệt, nhưng Tần Phong lại có ru biết thần kỳ. Đổi, Tần Phong nói. Được, vậy ta đi liên hệ, chờ ta nửa giờ. Ừm, được. Tần Phong và Bạch Ly ngồi trong phòng khách quý chờ đợi, xem phim điện ảnh do Vạn Tông cung cấp cũng không tính là nhàm chán. Lúc này, trong phạm vi bốn thành Bắc Hải, trong thôn trang nhỏ cổ xưa, huyết gia có nhân khẩu mỏng manh hơn rất nhiều đang nên đón lão tổ tông của bọn họ. Gia chủ huyết gia, năng lực giả cấp C, huyết kim cuồng. Mái tóc bạc trên đầu huyết kim cuồng được chải cẩn thận, nhưng hết lần này tới lần khác vẻ ngoài của đối phương lại trẻ trung lạ thường. Trẻ trung đến mức thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi. Huyết công đại thành, cải lão hoàng đồng. Đương nhiên, vì công pháp này nên hàng năm huyết kim cuồng phải hấp thu quá nhiều huyết dịch, tin tức đã được điều tra xong huyết kim cuồng thản nhiên nói đã điều tra xong ở trước mặt huyết kim cuồng là tứ trưởng lão huyết gia huyết ngọc mang việc tìm kiếm ở đường sơn lĩnh đã kết thúc tất nhiên huyết ngọc mang phải quay về huyết gia chủ trì đại cục tung tích của liệt huyết giả kia đã biến mất e rằng sợ huyết gia chúng ta trả thù nhưng trước khi hắn đi lại bán hết đồ vật cho một chợ đen ngầm trong ba thành ven biển chủ nhân của thế lực này gọi là tần phong tần phong hiển nhiên huyết kim cuồng cũng có ấn tượng với cái tên này. Không sai, chính là người vừa chiếm lấy tinh hạch lam diễm khổng tức hoàng, dị năng cổ võ song tu, rất khó đối phó. Huyết kim cuồng cười lạnh một tiếng. Không thể để một mình hắn chiếm lợi ích. Đúng, dựa vào cái gì mà tiểu tử này ngồi làm ngư ông đắc lợi, hơn nữa hiện tại hắn còn có được hoành long bí pháp, đoán chừng liệt huyết giả cũng sẽ bán cho hắn, không chỉ như thế chắc tiểu tử này còn có tịnh liên tử trong tay còn có đồ vật mà liệt huyết giả vơ vét được từ huyết gia chúng ta, tất cả đều tiến hành giao dịch trong chợ đen ngầm. Thậm chí những thứ kia còn hấp dẫn mấy cường giả cấp dê nhưng không ai dám đến căn cứ phong lê làm loạn, vì bọn họ đều không muốn đắc tội tần phong, dù sao đây cũng là dị năng giả thu hoạch được tinh hạch lam diễn khổng tức hoàng, thực lực cũng cường hãn. Ồ, huyết kim cuồng cũng nghĩ đến vấn đề này, không biết lần này ra tay có đáng giá hay không. Huyết Ngọc mang lại càng nói càng nóng mắt. Hơn nữa, ta thu được tin tức từ một con đường, lần này Tần Phong săn giết rất nhiều thú vương, làm giao dịch với vạn tông đổi 2.000 ức tinh hạch thú vương. Trong mắt huyết kim cuồng lập tức hiện ra một tia sáng. Tin tức chính xác sao? 8 phần 10, thời gian giao dịch là hôm nay, không biết hắn muốn nhiều tinh hạch như vậy làm gì, huyết ngọc mang nói, lại vô cùng dao động, nhưng 2.000 ức ở trong tài khoản của hắn, chúng ta giết hắn không chiếm được bất cứ thứ gì, hiện tại hắn đều đổi tinh hạch. Nói tóm lại, ai giết được Tần Phong, ít nhất thu hoạch được 2.000 ức. Lúc này, huyết kim cuồng cũng dao động. Một năng lực giả cấp C thu nhập không ổn định, chiến đấu hoặc thăm dò có khả năng nửa năm không khai trương, khai trương ăn một năm. Nhưng dựa theo giá cả tài liệu dị thú cấp C, một viên tinh hạch năng lượng thú tướng cấp C giá trị 2.000 vạn, một viên tinh hạch năng lượng vương giả cấp C khoảng 300 ức. 2000 ức gần bằng 7 viên tinh hạch năng lượng cấp thú vương. Chỉ cần giết một người, không cần vất vả tích lũy nhiều năm như vậy. Đây thật sự là việc bánh từ trên trời rơi xuống. Huyết Kim cùng dao động, cùng lúc dao động cũng rất kiên dè Tần Phong. Chắc Tần Phong này vẫn có chút bản lĩnh, nếu không cũng không thể tích lũy một khoản lớn tài phú như vậy, đáng để ta tự mình ra tay trong mắt huyết ngọc mang lóe lên vẻ tham lam. Nhưng huyết gia vốn là gia tộc hắc ám, mạnh mẽ cướp đoạt là chuyện quá bình thường. Lần này, chỉ là đụng phải một mục tiêu khá mạnh mà thôi. Trong sa động trấn, Tần Phong và Lộ Vạn Bảo bắt tay từ biệt. Tần Tiên Sinh, sau này có thể phải quan tâm việc buôn bán của chúng ta nhiều hơn. Tất nhiên. Cũng cảm ơn ngươi. Lộ Vạn Bảo đưa mắt nhìn Tần Phong rời đi, chỉ cảm thấy Tần Phong sâu không lường được. Tần Phong, nếu người này có thể trưởng thành thật tốt, chắc chắn là một nhân vật lớn. Nhưng hiện tại là thời tận thế, trưởng thành là một quá trình rất khó khăn. Giả ngoại nguy hiểm, nhân loại tự giết nhau nhiều lắm. Đây cũng không phải việc mà lộ vạn bảo có thể giải quyết thay cho Tần Phong. Lúc này trong lòng Tần Phong còn rất vui vẻ, ngồi lên ngân quan thiểm điện đưa Bạch Ly quay về nhà trọ. Những thứ này đủ để ngươi trưởng thành đến cấp C sao? vậy ta không cần lo lắng cho ngươi nữa một tháng trước bạch ly vừa đến cấp dê hiện tại tần phong móc rỗng vốn liếng ngay cả mấy trăm ức mang đến từ trước đó cũng đầu tư vào lập tức thành kẻ nghèo hèn nhưng nếu bạch ly tấn thăng đến cấp c cũng là hai tầng bảo hiểm với hắn đến ban đêm tần phong để bạch ly tiến vào trong không gian võ thần mộ chỉ sợ trong vòng hai ba ngày không ra được tần phong cũng không có miệng ăn núi lở ngày hôm sau lại ra ngoài đi săn tích 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 trong mấy bộ đàm điên cuồng vang lên tần phong cúi đầu xem xét lại là sa động trấn kêu gọi khẩn cấp có thú tướng cấp dê công kích sa động trấn tất cả năng lực giả cấp dê trở về nhanh chóng tập hợp trận chiến ở sa động trấn thật sự có thể bị công kích bất cứ lúc nào khoảng cách của tần phong với sa động trấn không xa cũng không lấy ra vân đoan hào dị năng nổ tung sau lưng mang theo một cái cánh chim khổng tước màu xanh trở về phía sa động trấn chỉ 3-4 phút, trong tầm mắt của Tần Phong đã xuất hiện kiến trúc của sa động trấn, không chỉ như thế còn thấy một đám sinh vật to lớn. Voi ma mút trùng thú Voi ma mút là một loại sinh vật to lớn của địa cầu thời đại viễn cổ, cùng loại với voi, mọc lông và ngà voi. Loại côn trùng này cũng kế thừa đặc điểm của voi ma mút, chỉ có điều bốn cái chân biến thành thân thể nhúc nhích, toàn thân dài ra, bên miệng có răng nanh. Sắc lực của bọn nó to lớn, Sức ăn kinh người cũng kết thành quân đội. Liếc nhìn lại có hơn 100 con voi ma mút trùng thú, bên trong còn có một con thú tướng. Kẻo kẹt, kẻo kẹt. Tảng đá trên mặt đất cũng bị nghiền ép, một con voi ma mút trùng thú không khác gì xe hàng cỡ nhỏ. Con voi ma mút trùng tướng này càng không khác với xe tải bao nhiêu. Tạch tạch tạch. Vô số hỏa lực bao trùm, tấn công đám dị thú này súng phân giải của thương giới giả không ngừng tạo ra dấu vết ở trên thân thể của bọn họ. Năng lực giả cấp D là chủ lực, nhưng còn có năng lực giả cấp E, năng lực giả cấp F di chuyển trên chiến trường. Một con voi ma mút trùng thú đột nhiên khóa chặt một người, vô số chân trùng ngọ ngoại, tốc độ lại còn nhanh hơn xe. Trăng nanh lập tức đâm xuyên qua người một năng lực giả không kịp né tránh. Phốt Phần eo bị đâm xuyên, ruột cũng chảy ra voi ma mút trùng thú quăng một cái năng lực giả kia bị ném vào đám trùng thú trong chớp mắt đã bị voi ma mút trùng thú thôn vệ chiến trường cực kỳ tàn nhẫn hỏa long thuật tần phong cách đám trùng thú một trăm mét ý thức lực đã bắt đầu chuyển động hỏa long tập trung trên không đã rơi vào mặt đất trống hỏa long gào thét trong nháy mắt ghìm chặt con voi ma mút trùng thú này chết thanh vương đao trong tay tần phong tuôn ra một đạo đao mang chắc về phía thân thể voi ma mút trùng tướng này. Phốt Một chất lỏng màu trắng chảy xuôi ra, thân thể voi ma mút trùng thú lại bị một đao kia của Tần Phong chặt đứt, voi ma mút trùng thú còn muốn dãy dụa phản kháng, chỉ là lực lượng của Tần Phong tuyệt đối không phải thứ mà nó có thể chống đỡ, thuần thục thu thập thú tướng này. Trận chiến này diễn ra cực nhanh. Sau đó, Tần Phong quét ngang tại chỗ, một đao một con, không đến vài phút bầy voi ma mút trùng thú cũng chỉ còn lại từng thân thể to lớn, ngã xuống sa mạc. Tần Phong, sa động trấn chúng ta có người thật sự nhẹ nhàng hơn nhiều. Hồ Lương cười lớn đi tới, vốn là một trận chiến đấu chật vật lại vì có Tần Phong gia nhập mà trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, đều là việc ta phải làm, Tần Phong nói. Ngay lúc này, Tần Phong cảm giác nhạy bén, một ánh mắt ác ý đang khóa chặt hắn, Tần Phong ngạc nhiên, hắn ngẩng đầu lại thấy được một người quen lại là thành chủ Hải Thành, Lôi Thần. Tần Phong, ngươi thật to gan. Lôi Thần nổi giận đùng đùng, không hề che giấu vẻ tàn nhẫn trong ánh mắt. Lá gan của ta lớn bao nhiêu, không phải Lôi thành chủ đã được thấy ở Đường Sơn lĩnh rồi sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng. Lá gan không lớn, có thể chọc thú vương sao? Lá gan không lớn, có thể gây ra trận chiến giữa thú vương và thú hoàng sao? Lá gan không lớn, sao có thể uy hiếp mọi người lúc cấp dê khác muốn ép buộc? sắc mặt lôi thần nặng nề như dòng nước thép hắn ta hung dữ lường tần phong không tìm được ra chút vẻ hốt hoảng nào từ trên mặt tần phong tần phong ngươi thật sự không sợ lôi đường ta lôi xương đã chết lôi thần chạy đến tiếp quản lôi đường điều nghe được nhiều nhất cũng là báo thù rửa hận nhưng đối mặt với tần phong trong lòng lôi thần cũng không nắm chắc nhưng đến làm dáng thì lôi thần vẫn làm được muốn để người ta sợ cũng phải lấy ra chút thực lực chỉ là kéo da hổ, kéo lá cờ, e rằng còn chưa có vốn liếng để ta sợ, Tần Phong trầm giọng nói. Mặt trời chiều ngã về Tây, bóng dáng Tần Phong thẳng tắp, sát khí trên người như ánh trời chiều đỏ hồng. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Tầm mắt của mọi người không tự chủ được chuyển đi. Ở nơi giả ngoại thay ngang khắp đồng này, tiếng vỗ tay này khiến người nghe cảm thấy chói tai một người trẻ tuổi mái tóc trắng xóa xuất hiện trong tầm mắt của Tần Phong. Lúc này, đồng từ của Tần Phong đột nhiên co rụt lại. Hay cho câu có vốn liếng khiến ngươi sợ, xem ra huyết gia ta cũng không để ngươi sợ. Trái tim Tần Phong nhảy lên một cái. Huyết kim cùng, sao hắn ta lại đến đây, chẳng lẽ thân phận liệt huyết giả của mình đã bại lộ, suy nghĩ của Tần Phong nhanh chóng xoay chuyển. Lúc này đâu, huyết kim cùng đã đến gần, khoảng cách của hai người chỉ có 10 mét. Đây là một khoảng cách vô cùng nguy hiểm, nội lực kéo dài đủ để công kích đối phương. Sống lưng của Tần Phong dần thẳng tắp như một cây cung mở ra, trạng thái căng thẳng. Đối với một cấp C, Tần Phong không dám coi thường. Tần Phong, đồ của huyết gia chúng ta không dễ cầm. Ngươi giao đồ liệt huyết giả ra đây. Ta sẽ để tộc trưởng của ta tha cho ngươi một mạng. Huyết Ngọc mang đứng bên cạnh uy hiếp Tần Phong. Tần Phong nghe xong lời này, cũng biết huyết gia còn chưa biết thân phận liệt huyết giả của mình. Thật ra lời nói của huyết ngọc mang còn có một tầng hàm nghĩa khác, cũng là giới thiệu thân phận của huyết kim cuồng. Tộc trưởng huyết gia, cường giả cấp C, người xung quanh đều phát ra tiếng kêu lên. Hắn là huyết kim cuồng. Xảy ra chuyện gì, sao cường giả cấp C lại đến đây? Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, tiền tài không để lộ ra ngoài, tần phong đã chọc ra rắc rối. Thế gia cổ võ hắc ám, có lẽ trước kia là sự tồn tại người khác kêu đánh kêu giết, nhưng sau tận thế mạng người không đáng tiền, không ai muốn liều chết giữ gìn tính ngưỡng chính nghĩa rắm chó này. Có thể có lợi, thế gia cổ võ hắc ám cũng là người người kêu đánh, nếu không có lợi, không ai quan tâm loại tà ma ngoại đạo này. Bây giờ, một cường giả cấp C xuất hiện khiến người xung quanh càng hận không thể trốn thật xa, lúc này, huyết kim cuồng cũng vung tay lên, động tác chậm chạp lại ưu nhã lúc này mới có thể nhìn ra chút dáng vẻ của lão giả hơi giải dầu xương gió của người này đừng nói như vậy cũng không đến mức giết người chỉ cần tần tiên sinh biết điều giao đồ ra là được đồ của liệp huyết giả ta không biết các ngươi nói cái gì dù tần phong có biết thì lúc này cũng phải nói không biết tần phong ngươi không muốn hiểu hay giả vờ hồ đồ liệp huyết giả đến ba thành ven biển của các ngươi bán đồ trong chợ đen ngầm của ngươi bây giờ ngươi có tịnh liên tử, học tập hoành long bí pháp, thậm chí ngươi còn lái ngân quan thiểm điện, đều là đồ mà liệp huyết giả bán cho ngươi đi, huyết ngọc mang nghiêm nghị nói. Tần Phong cũng không giấu giếm những thứ này, phải thoải mái lấy đồ ra dùng mới không khiến người ta nghi ngờ. Nhưng bị người ta phát hiện lại chỉ ra, Tần Phong cũng hiểu dự định của huyết gia. Một người vai chính diện, một người vai phản diện, vì hiếp dụ dỗ lợi ích mà thôi. Tần Phong nói, ta không biết thân phận của vị khách này, chợ đen ngầm của chúng ta không hỏi những thứ này, chỉ mua bán giao dịch mà thôi. Ngươi không cần phải biết, khuyết gia chúng ta biết là được, khuyết ngọc mang cười lạnh nói, lấy đồ ra đây. Khuôn mặt tần phong cũng xuất hiện vẻ mỉa mai, ngươi muốn mua cái gì thì nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Rất hiển nhiên, tần phong căn bản không định nhượng bộ, thái độ lại không dịu hơn chút nào. Ha ha, khuyết kim cuồng cũng nở nụ cười, có lẽ đã mấy chục năm rồi không có ai dám đòi tiền của huyết gia. Tần Phong nhếch khóe môi nở nụ cười lạnh, hiện tại có người đòi rồi. Trong mắt huyết kim cuồng lóe lên sát khí. Xem ra ta phải để người ta nhớ rốt cuộc huyết gia ta là người thế nào, nếu không chó nhỏ mèo nhỏ gì đó đều có thể uy hiếp huyết gia ta. Một liệt huyết giả khiến danh vọng huyết gia rơi xuống ngàn trượng, chỉ là huyết kim cuồng không ngờ hắn ta xuất hiện lại không trấn áp được một năng lực giả cấp dê. Chỉ sợ hắn ta cũng không ngờ, Tần Phong trước mặt cũng là liệt huyết giả mà bọn họ nhắc đến, đương nhiên sẽ không sợ huyết gia. Tần Phong đúng không, ta đã nói sẽ không lấy mạng của ngươi, bây giờ ngươi là công thần của sa động trấn, nhưng hôm nay cắt một tay của ngươi vẫn rất nhẹ nhàng. Ánh mắt huyết kim cuồng mãnh liệt, quét về phía tay Tần Phong. Trên cổ tay Tần Phong có một vật trang trí màu bạc, cúc áo không gian. Huyết kim cuồng là cấp C kiến thức rộng rãi, sao có thể không nhận ra vật như vậy? Cắt đứt tay Tần Phong, chiếc cúc áo không gian này cũng đến tay. Một công đôi việc, nói xong lời này, huyết kim cuồng đã ra tay, một cái biển máu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, huyết kim cuồng ngang nhiên ra tay. Cổ võ giả cấp C, nội lực như đầm, nội lực của Tần Phong chỉ là đoàn nước, dù hiện tại có 11 đoàn cũng chỉ nhiều hơn nội lực như đầm một chút, tương đương với vừa đến cấp C, huyết kim cuồng đã là cổ võ giả cấp C2, nội lực hai đầm. Trên mặt nội lực, huyết kim cuồng nghiền ép Tần Phong. Tần Phong không chút do dự xoay người chạy, khinh công di chuyển, chạy như điên vào trong sa mạc Bắc Hải. A. À, muốn chạy. Vẫn để lại một cái tay cho ta đi. Bóng dáng huyết kim cuồng lóe lên, đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn Tần Phong một bậc. Hai người một đuổi một chạy, trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của người khác. Lần này, mọi người xôn xao lần này tần phong chết chắc cây cao đón gió lớn súng bắn chim đầu đàn ta thấy là ngửi hơi tiền nổi máu tham tiền tài không để ra ngoài nói cái gì cũng vô dụng lúc này khuôn mặt hồ lương cũng tái nhợt trong một tháng tần phong đến đây hắn ta thoải mái hơn nhiều thậm chí có lòng muốn báo cáo với cấp trên để tần phong làm một tướng quân khác của sa động trấn điều này có sự trợ giúp cho chiến sự của toàn bộ bốn thành bắc hải nhưng ai có thể ngờ huyết gia lại xen vào một tay, bá đạo như vậy, sắc trời tối xuống, màn đêm bao trùm, trận truy đuổi của Tần Phong và huyết kim cùng vừa bắt đầu. Tần Phong, cần gì dãy dụa? Tốc độ của huyết kim cùng cực nhanh, đã cách sau lưng Tần Phong 10 mét. Ngay sau đó một cái huyết trảo chộp tới, không trung, huyết trảo hư hóa lại như có thể ngửi được mùi máu tanh của huyết trảo. Nội lực kinh khủng chèn ép đến. Tần Phong biết lúc này không thể thua, một khi bị đối phương bắt lấy, không chết cũng lột da. Nội lực của Tần Phong phun trào, nội lực cương khí xung quanh gần như trộn lẫn thành một thể với một tầng pha lê. ầm, huyết trảo va chạm vào đó lại tán loạn, đoàn nội lực trong thân thể Tần Phong lập tức biến mất một cái. Một kích này dùng một phần mười nội lực của Tần Phong. A, à. hiển nhiên huyết kim cuồng không ngờ sẽ là như vậy dù sao tần phong chỉ là năng lực giả cấp dê huyết kim cuồng dùng một phần hai mươi nội lực đi công kích gần như tương đương với tất cả nội lực của một năng lực giả cấp dê một lại không thể đánh vỡ nội lực cương khí của tần phong a à, cũng hơi thú vị nhưng nếu đây là ác chủ bài của ngươi tần phong ngươi quá coi thường ta huyết kim cuồng lại gia tốc nhưng lúc này một đạo dung nham kinh cũng dâng lên từ mặt đất ý thức lực của tần phong bạo phát dung nham trụ đông một khoảng đất lớn chấn động, sau đó phun ra một ngọn lửa, bước chân của Huyết Kim Cuồng không thể không dừng lại, thân thể xoay chuyển lách qua lần công kích này, lại đuổi về phía Tần Phong. Chỉ có điều Tần Phong đã chạy ra ngoài trăm thước, sắc mặt Huyết Kim Cuồng trở nên âm trầm, sau đó lại khôi phục bình thường, tóc trắng bay múa, nội lực tuôn ra. Tốc độ lại tăng vọt. Long Hành Thuật. Tần Phong không muốn phát động Long Hành Thuật vì sẽ tiêu hao nội lực nội lực cương khí lại là cách tốt nhất để chống đỡ huyết kim cuồng nhưng nếu ngay cả khoảng cách cũng không kéo giãn được căn bản đừng nói đến chiến đấu cả hai lao đi như điên tần phong không ngừng điều động ý thức lực hỏa long thuật hỏa long gào thét mà ra huyết kim cuồng không tránh không né cứ thế va đập vào ta xem ngươi còn có cách gì huyết kim cuồng nở nụ cười dữ tợn huyết trảo huyết kim cuồng lại công kích oanh nội lực cương khí quanh người tần phong lại rung động, lập tức tiêu hao một đoàn nội lực. Khổng tước hỏa Khổng tước hỏa màu xanh bột phát ra, nội lực cương khí của huyết kim cuồng cũng đang liên tục rung động. Tần phong không ngừng điều động ý thức lực. Hỏa diễm xạ tuyến Hỏa trùng kích Địa ngục hỏa Ý thức lực của tần phong không ngừng thao túng phù văn, phát ra từng cái dị năng. Đợi sau khi phù văn công kích tán đi lại trở về tinh cầu ý thức lực, Tần Phong lại phát ra dị năng đã phát động trước đó một lần nữa. Dung nham trụ. Hỏa long thuật. Khổng tước hỏa. Huyết kim cuồng bị tầng tầng lớp lớp dị năng đổ ập xuống đập mạnh, khiến hắn ta vô cùng nóng nảy. Vèo, phía trước ném đến một vật, huyết kim cuồng không chút suy nghĩ mạnh mẽ đâm tới. Lạch cạch, đồ vật bằng phẳng màu đen lập tức dán vào nội lực cương khí của huyết kim cuồng. Lúc này huyết kim cuồng mới phát hiện rốt cuộc thứ này là cái gì? trang rắc. Xì 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 xì. Xì. Một mảnh ánh sáng màu tím bốc cháy, nội lực cương khí sấm sét vang dội. Tần Phong lại vừa thả một quả bom sấm sét điện từ. Huyết kim cuồng bị đánh cho chật vật đến không chịu nổi. Hắn ta nhanh chóng kéo lại nội lực cương khí, kéo theo sấm sét rời khỏi tại chỗ, quần áo trên người bị lôi điện đánh cho cháy đen, ngay cả tóc cũng nổ tung không còn vẻ ưu nhã vừa nãy huyết kim cuồng giận điên lên ngay lúc này tần phong đột nhiên xuất hiện trước mặt huyết kim cuồng trong tay lại có thêm một khẩu súng lục đường kính lớn màu bạc lạch cạch tiếng bóp súng ống vang lên huyết kim cuồng vô thức tránh né nhưng hắn ta vô thức phát hiện quả pháo đạn này của tần phong vô cùng cổ quái phạm vi cực lớn ngay sau đó một mảng lớn vật thể màu trắng đập vào mặt huyết kim cuồng còn muốn tay không xét nát vật kia lại nhanh chóng dính vào trên người huyết kim cuồng thứ gì huyết kim cuồng giận dữ nhìn kỹ lại đây chỉ là một cái lưới tơ nhận chế tác từ tài liệu cấp ép đây là tơ nhận của cương tý phồn thực mẫu chu vương tuy thứ này có đẳng cấp thấp nhưng vào thời điểm then chốt lại rất hữu dụng khốn kiếp nội lực của huyết kim cuồng hiện lên tơ nhận lập tức bị huyết sắc bao phủ hòa tan huyết kim cuồng nhìn về phía trước lại phát hiện tần phong đã biến mất huyết kim cuồng thật sự giận sôi. Hắn ta đường đường là cấp C, lại bị một tên cấp dê đùa dẫn xoay quanh, nếu thật sự để Tần Phong chạy mất, chẳng phải để người ta cười đến rụng răng. Ý thức lực bén nhạy phát hiện được khí tức xung quanh, huyết kim cuồng lại đuổi theo. Tần Phong chạy hết tốc lực ra ngàn mét, không chỉ như thế bóng tối bao phủ quanh người lại biến mất ở trong bóng đêm. Vèo. Tần Phong biến mất ngay tại chỗ lúc xuất hiện lại cảnh vật xung quanh đã thay đổi, là ở trong võ thần mộ. Tần Phong lập tức đến một căn tu luyện thất. Lần này không có Tần Phong trông coi, chỗ tấn thăng của Bạch Ly cũng đổi thành tu luyện thất riêng biệt. Tần Phong nhìn sang phát hiện Bạch Ly đã ngủ thiếp đi, hộp thủy tinh chứa tinh hạch năng lượng đã rỗng tuyết, xem ra tinh hạch đều bị ăn hết. Lần này Bạch Ly tấn thăng quá nhanh, cần phải ngủ say một trận, xem ra Tần Phong chỉ có thể tự đối mặt với sự đuổi giết của huyết kim cuồng. Tần Phong cũng tìm một căn tu luyện thất, ngồi xuống tĩnh tọa. Hấp tinh quyết. Đang điền tạo thành vòng xoáy, nhanh chóng vơ vét năng lượng trong tu luyện thất chuyển hóa thành nội lực. Chỉ 5 phút ngắn ngủi, nội lực của Tần Phong lại hồi phục trở thành trạng thái mát trị số. Tần Phong không dám ở lại trong võ thần mộ quá lâu, nếu huyết kim cuồng thật sự bị cắt đuôi, vậy ai biết đối phương sẽ làm ra việc phát rồ gì. Chẳng may không tìm được Tần Phong để trút giận, chạy tới căn cứ phong lê đồ thành thì làm sao bây giờ đây chính là căn cứ do tần phong tạo dựng lên không ai có thể chạm đến tần phong nắm võ thần bài lại đi ra ngoài chỉ trong chốc lát tần phong cũng cảm giác được một ý thức lực khóa chặt mình chắc chắn là huyết kim cuồng ý thức lực của huyết kim cuồng không mạnh nhưng cổ võ giả có cách điều tra của mình một chút xíu dấu vết để lại cũng có thể bị dò xét điều tra ra nội lực dao động phù văn rung chuyển đều trở thành mục tiêu dò xét của bọn họ. Vốn Tần Phong biến mất ở phụ cận, huyết kim cuồng tìm kiếm xung quanh lại bị mất tung tích của Tần Phong tất nhiên không cam tâm, kinh nghiệm nói cho huyết kim cuồng biết, lúc này không thể đi. Quả nhiên, Tần Phong lại xuất hiện. Huyết kim cuồng điên cuồng đánh tới. Ánh mắt Tần Phong cũng trở nên tàn nhẫn, rút thanh vương đao ra. Phong hỏa liên thiên. Thức thứ ba của phần thiên đao Pháp, bộc phát. Một ánh lửa thẳng tắp phóng lên tận trời, nội lực nhanh chóng bị rút đi, bạo huyết chỉ. Huyết kim cuồng cũng bộc phát ra một đạo nội lực xạ tuyến kinh khủng. Nội lực này ngầm mang theo vô số mùi máu tanh, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta thấy buồn nôn. Lúc trước Tần Phong từng thấy Huyết Ngọc hành thả ra ngưng huyết chỉ, hiển nhiên bạo huyết chỉ này cao cấp hơn. Oanh. Hai luồng năng lượng đụng vào nhau lập tức bạo phát ra một trận năng lượng dao động khuếch tán ra bên ngoài hình thành một vệt sáng. Tần Phong chỉ cảm thấy một trận hôi thối đánh tới. Có độc. Tần Phong ngừng thở, điên cuồng lui lại. Huyết Kim cuồng cười ra tiếng. Tần Phong, trúng độc của huyết gia ta, ngươi còn chạy được sao, ngươi thôi động nội lực càng nhiều, chết càng nhanh. Tần Phong cảm giác được một làn sương mù màu máu đang tiến vào thân thể theo nhịp hô hấp từ lỗ mũi của mình, đang va chạm với kinh mạch, trắng trợn phá hoại nhưng lúc này tần phong trải qua dị năng thôn vệ cải tạo kinh mạch vô cùng cường đại cũng thể hiện ra uy lực của nó mỗi đường kinh mạch như có một dòng sông lưu động nội lực lao nhanh qua lập tức tách rời sương mù màu máu này huống chi tần phong có được thể chất cấp hoàng giả sẽ không dễ trúng độc như thế chỉ có điều nghe huyết kim cuồng cười điên cuồng trong lòng tần phong lại hơi dao động tốc độ của hắn trở nên chậm chạp bóng dáng cũng hơi run rẩy huyết kim cuồng vội đuổi đánh. Đã nói trước muốn một cánh tay của ngươi, hiện tại xem ra ta chắc chắn giết được ngươi. Huyết kim cuồng cảm thấy tần phong thật sự quá mạnh, nếu bỏ mặt tần phong trưởng thành, ít ngày nữa sẽ trở thành cấp C, đến lúc đó huyết kim cuồng cũng biết mình không phải là đối thủ của tần phong. Đã vậy không bằng nhổ cỏ tận gốc, lúc đầu đã đắc tội, vậy dứt khoát giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Đi chết đi. Huyết kim cuồng hung hăng đánh ra một chưởng hóa huyết chưởng. Một chưởng ngầm mang theo vô số mùi máu tươi gây mũi chụp về phía Tần Phong. Chỉ là lúc này, khí tức của Tần Phong cũng thay đổi, long phách kích. Ánh sáng kim long nổ tung, nội lực gào thét thành một đạo long ngâm. ầm ầm Hai đạo công kích va vào nhau. Đầu tiên là nội lực phần ngoài chiêu thức va chạm, hình thành chấn động dữ dội khuếch tán ra bốn phía. Sau đó nội lực xông phá chiêu thức của đối phương, đụng vào nội lực cương khí. 3. Nội lực cương khí của Tần Phong và huyết kim cuồng đồng thời vỡ vụn. Huyết kim cuồng chỉ cảm thấy lực lượng to lớn đâm vào trên người mình. Trăng rắc, xương bả vai huyết kim cuồng vỡ vụn. Ở bên Tần Phong, sương mù màu máu ngầm mang theo nội lực lao thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Tần Phong. Phốt. Tần Phong phun ra một nguồn máu tươi. Sau khi sống lại, lần đầu hắn bị thương nặng như vậy. Cơn đau đớn dữ dội quen thuộc truyền đến, lại khiến Tần Phong càng thêm hung ác. Chỉ có điều Tần Phong biết thương thế hiện tại của mình tuyệt đối nặng hơn Huyết Kim Cuồng. Đi. Tần Phong không dừng lại, thân thể lập tức bị bao phủ trong bóng tối. Huyết Kim Cuồng trợn to mắt, cảm giác quét về vị trí của Tần Phong, lại đã mất đi bóng dáng của đối phương. Tần Phong lại thoát khỏi sự khống chế của hắn ta. Hít, Huyết Kim Cuồng hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác trên bờ vai đau đớn dữ dội. Bao nhiêu năm rồi, cũng rất lâu rồi hắn ta không trải nghiệm cảm giác bị thương, huyết phục tô. Huyết kim cuồng điều động nội lực trị thương, tốc độ nhanh chóng, hắn ta biết tần phong chạy không xa nhưng lấy trạng thái hiện tại của mình, đuổi theo tần phong e rằng sẽ bị tần phong đánh lén. Cả ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ mắt, huyết kim cuồng không hy vọng chuyện này xảy ra lần nữa. Lúc này, tần phong thật sự chưa đi xa trong đêm tối, một đám sói sa mạc cấp ép chiếm cứ một chỗ, trốn trên một tảng đá lớn màu vàng đất cản gió nghỉ ngơi, cả bầy sói thoạt nhìn 30 con lại chỉ có 2-3 con thú binh. Ở trong Bắc Hải, loại bầy sói này là sự tồn tại rất nhỏ yếu. Cạch cạch cạch. Tiếng bước chân lộn xộn truyền đến. Bầy sói vẫn lỗ tai, nhăn mũi, chúng nó ngửi được mùi máu tươi ở trong không khí. Ngao ô. Bầy sói hú dài, nhao nhao chuyển động, như đang thấy hưng phấn vì tối nay đột nhiên có thêm một bữa tối lúc này một đôi con ngươi đen nhánh cũng lóe lên tia đỏ chỉ chờ các ngươi khỏe miệng tần phong xuất hiện nụ cười ý thức lực điều động hắc ám chi quan mảng lớn bóng đen như mực bao phủ về phía bầy sói ô ô ô bầy sói như cảm ứng được cái gì đó phát ra một tiếng gào thét và hoảng sợ trong chớp mắt khí tức của những bầy sói này tiêu tán tiến vào tử vong. Tần Phong cảm ứng được một luồng năng lượng dung nhập vào thân thể của mình, không tiến hành cường hóa mà là nhanh chóng chữa trị thương thế của mình. Huyết kim cùng quá độc ác. Đến cấp độ của hắn ta, hóa huyết trưởng đã xuất thần nhập hóa, nếu không phải Tần Phong có dị năng thôn phệ, lần này hắn chạy trốn cũng chắc chắn phải chết, dù sao nội tạng đều bị hóa huyết trưởng hòa tan, cũng may có nội lực ở trong kinh mạch chống đỡ. Đấu lại một trưởng, Tần Phong chỉ để lại chút chỗ trống cho mình. Trong đan điền chỉ còn lại một đoàn nội lực, nếu không đạt được sự cứu trợ hữu hiệu trước khi đoàn nước này tiêu hao, Tần Phong thật sự không đủ sức xoay chuyển đất trời. Cũng may, Tần Phong còn có dị năng thông phệ. Trong bóng tối, Tần Phong bắt đầu bao phủ dị thú trên sa mạc, cấp S, cấp E, giết hết toàn bộ, nếu gặp được cấp D thì Tần Phong cố hết sức không ra tay, hiện tại trạng thái thân thể của hắn không tốt lắm sau nửa giờ, huyết kim cuồng đuổi dọc theo vết máu của tần phong. kẻ thù gặp mặt đỏ cả mắt. hỏa long thuật, huyết sát trảo. công kích của cả hai lại đánh vào nhau, lực chiến đấu của huyết kim cuồng giảm bớt, đánh vào dị năng của tần phong cũng tương xứng. ầm ầm, trận chiến giữa cả hai càng dữ dội hơn. ngay lúc này, mặt đất xuất hiện vô số trùng tộc, rất hiển nhiên là vì cảm nhận được trận chiến của hai người đã bị kinh động cơn lũ côn trùng sâu bọ dị động sắc mặt huyết kim cuồng thay đổi tần phong hai mắt tỏa sáng trong nháy mắt tần phong lại biến mất đáng giận huyết kim cuồng lại đuổi theo tần phong lại biến mất trùng tộc lại đã khóa chặt huyết kim cuồng trận chiến của hai người lại gặp trở ngại sau nửa giờ hai người lại gặp nhau trong chiến đấu huyết kim cuồng lại đánh một chưởng sượt qua cánh tay tần phong cuối cùng dị năng của tần phong đã lập công địa ngục dung nham bao phủ huyết kim cuồng tóc của huyết kim cuồng bị đốt trụi tần phong nhân cơ hội này lại trốn thoát một tiếng sau trận chiến của hai người lại bắt đầu tổn thương địch một nghìn tự hại tám trăm tần phong dùng hỏa lực nổ lòng đất dẫn tới đàn thú lại chạy trốn hai giờ sau ba giờ sau thời gian một buổi tối hai người giao thủ không dưới bảy tám lần mỗi lần đều là tần phong lừa chạy thoát. Lúc này, nếu huyết kim cuồng không phát hiện bí mật trong đó, hắn ta cũng không phải cấp C, tần phong này lại là dị năng giả song hệ, hắn có được dị năng hệ hắc ám, nếu không sao có thể biến mất trong bóng đêm, huyết kim cuồng thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù huyết kim cuồng đã biết tần phong có dị năng hắc ám, lại cũng không định nói điều gì. Hoặc ở trong mắt huyết kim cuồng, tần phong đã là một người chết. Chỉ có liên minh nhân loại mới nghĩ ra cách dùng danh tiếng để đã kích một người. Huyết Kim Cuồng sẽ không làm vậy. Huống chi, bản thân Huyết Kim Cuồng cũng là cấp C, dù Tần Phong có dị năng hắc ám thì hắn ta cũng không định tìm người mạnh hơn đối phó Tần Phong. Đám người Huyết Ngọc Mang có địa vị thấp hơn Huyết Kim Cuồng, càng không phải nói đến. Ở bên Tần Phong, lần đầu tiên dùng dị năng hắc ám chiến đấu với người ta lâu như vậy, suy nghĩ trong lòng cũng thay đổi dùng dị năng hắc ám giết chết huyết kim cuồng. Tần Phong nói là làm. Chỉ không ngờ suy nghĩ của huyết kim cuồng cũng chuyển đổi theo. Ban đêm Tần Phong chiếm được ưu thế quá lớn, chờ ban ngày lại đánh với hắn. Đánh một ngày, hai người đều mệt mỏi, Tần Phong đợi nửa giờ, phát hiện huyết kim cuồng không đến cũng nghĩ ra ý tưởng của huyết kim cuồng. Tần Phong cũng không đi tìm huyết kim cuồng, ngược lại săn giết dị thú để thân thể của mình khôi phục chân trời xuất hiện bong bóng cá lại một ngày nắng sớm bao phủ sa mạc bắc hải dáng vẻ hiện tại của tần phong vô cùng chật vật bởi vì lúc trước quần áo tác chiến đã bị hư hỏng tần phong không thay sang bộ tốt hơn sau một đêm chiến đấu đã hoàn toàn tổn hại tần phong đổi một bộ quần áo khác lại không xóa được dáng vẻ phong trần mệt mỏi trên mặt thu bóng tối dày đặt dần thu hồi vào trong không gian ý thức lực của tần phong trên mặt đất chỉ còn lại một bộ xương trắng âm u dị năng thôn phệ của tần phong nuốt lấy tất cả năng lượng trên người đối phương bao gồm cả huyết nhục mặc dù thân thể tần phong không khôi phục trạng thái đỉnh phong nhưng thương thế đã tốt hơn nhiều đã đến lúc quyết một trận tử chiến rồi ánh mắt tần phong xuất hiện sát khí ý thức lực khuếch tán ra tần phong nhanh chóng tìm được vị trí của huyết kim cuồng lúc này huyết kim cuồng cũng đang di chuyển Cổ võ giả hấp thu năng lượng thiên địa, tỉnh tọa 2 giờ đã có thể khôi phục sự mệt mỏi một ngày. Thoạt nhìn trạng thái của huyết kim cuồng không có gì thay đổi, bí pháp của huyết gia lại khiến vết thương hôm qua của huyết kim cuồng tốt hơn 7-8 phần, nhưng huyết kim cuồng càng hận Tần Phong hơn. Đằng xa, một luồng khí tức kinh người truyền đến. Tần Phong, huyết kim cuồng lập tức cảm ứng được người đến là ai, thật can đảm, ta chưa đi tìm ngươi, ngươi đã đưa đến cửa. Tần Phong không nói gì, quán chú nội lực vào thanh vương đao, một đạo đao mang kinh khủng tuôn ra. Huyết Kim Cuồng cũng lập tức đối phó. Hai người đã trải qua một ngày chiến đấu, giữa đôi bên đã sớm có sự hiểu rõ bước đầu, vận dụng chiêu thức, thực lực nhiều hay ít đều có một khái niệm. Chỉ là một kích, hai người đều dốc toàn lực. ầm, uhm, nội lực cương khí của Tần Phong nổ tung. Chết. Huyết Kim Cuồng đánh ra một chưởng thẳng về phía Tần Phong quỷ ảnh mê tung. Tần phong trốn tránh, đao mang không ngừng đánh về phía huyết kim cuồng. Thiên tu la huyết trưởng ấn. Huyết kim cuồng như cũng bị mài đi chút kiên nhân cuối cùng, nội lực tuôn ra, cũng dùng đến tuyệt chiêu. Từng cái huyết thủ ấn to lớn từ trên trời giáng xuống, từ trên xuống dưới điên cuồng đập vào mặt đất, nơi đó đều là tàn ảnh của tần phong. Ngay lúc này, huyết kim cuồng lại cảm giác sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh. Đây là một loại sát khí, nhiều năm trước tới nay huyết kim cuồng đã hình thành bản năng vào thời khắc chiến đấu sinh tử để hắn ta nhanh chóng tránh ra ngoài trong bóng dáng của huyết kim cuồng xuất hiện một bóng người lại là tần phong hắc ám bao trùm tần phong dết vào sau lưng huyết kim cuồng long phách kích một chưởng đánh ra đụng vào trên nội lực cương khí của hỏa long chi thuật ba nội lực cương khí của huyết kim cuồng cũng vỡ vụn cơ hội Tần Phong chỉ một cái về phía huyết kim cuồng. Hắc ám xạ tuyến. Hắc ám xạ tuyến tốc độ cực nhanh. 3. Một tia sáng đen rơi vào trên người huyết kim cuồng. Huyết kim cuồng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng âm tà chảy xuôi trong thân thể. Cảm giác suy yếu cũng xuất hiện. Đây là cái gì? Hắn ta chưa từng gặp loại chiêu thức này nhưng chắc chắn sợi ánh sáng đen này giống như độc tố, đang làm suy yếu sinh mệnh lực của huyết kim cuồng. Huyết Kim Cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực điên cuồng xông ra, loại bỏ phù văn hắc ám. Cho dù phù văn hắc ám cũng là một loại năng lượng, trong nháy mắt lại bị nội lực to lớn loại bỏ, không chỉ như thế, trên người Huyết Kim Cuồng lại xuất hiện nội lực cương khí. Huyết Kim Cuồng, ngươi già rồi, Tần Phong mở miệng nói. Đây không chỉ nói tuổi tác của Huyết Kim Cuồng, còn có tổn thương do dị năng hắc ám tạo ra. Huyết kim cuồng từ dáng vẽ một người 20 tuổi lại xuất hiện dấu vết năm tháng, nếp nhăn xuất hiện, trông đã đến 30 tuổi, huyết công rút lui. Dị năng hắc ám của tần phong vốn là sự tồn tại giảm bớt sinh mệnh lực. Huyết kim cuồng giận dữ. Tần phong, ngươi chỉ đang vùng vẫy dãy chết, cho rằng có những dị năng này thì có thể đánh bại ta. Mơ tưởng viễn vông. Chỉ có điều, huyết kim cuồng đã vô cùng tức giận. Thời gian một ngày, hắn ta đường đường là cấp xe đuổi giết tần phong lại tốn nhiều thời gian như vậy mấu chốt nhất là tần phong không phải liên tục chạy trốn mà cũng giao thủ với hắn ta bảy tám lần tần phong xương cứng da dày thịt béo khiến huyết kim cuồng cảm thấy phát điên dù trong lòng sát ý ngập trời tần phong lại như một con gián đánh không chết một khắc trước còn vết thương chồng chất lúc xuất hiện lại đã hoàn hảo không chút tổn hại trái tim huyết kim cuồng đã hỗn loạn Tất nhiên Tần Phong cũng phát hiện được, trong mắt tuôn ra ý chí chiến đấu kinh người. Vậy chúng ta xem rốt cuộc là ai thắng ai thua, là ai mơ tưởng viễn vông. Thanh vương đao của Tần Phong lại chém xuống. Công kích của huyết kim cuồng nổ tung như mưa rào. Rầm rầm rầm. Cả hai khu vực chiến đấu biến thành một mảnh chiến trường năng lượng kinh khủng, các bay đá chạy, dị thú cấp thấp căn bản không dám đến. Nội lực tiêu hao nhanh chóng, trong đan điền của Tần Phong đã rỗng tuếch cường giả cấp C, nội lực quá bá đạo, nội lực của huyết kim cuồng nhiều hơn tần phong gấp đôi, nhưng chiến đấu một buổi tối, huyết kim cuồng không có dị năng thông vệ và hấp tinh quyết như tần phong, nhanh như vậy đã khôi phục nội lực. Bây giờ, nội lực chỉ còn lại 6 phần 10, cũng chỉ hơn tần phong hai đoàn nội lực. Đánh tới cuối cùng, hai người lại không thể thả ra nội lực cương khí. Trên người vết thương chồng chất, Tần Phong chỉ cảm thấy cả người đều vô cùng đau đớn nhưng thắng lợi đang ở trước mắt. Huyết kim cuồng, thời đại huyết gia đã qua. Lưỡi đao của Tần Phong chém tới huyết kim cuồng. Trên thanh vương đao cũng không có bất kỳ nội lực gì, nhưng thân thể cấp thú vương của Tần Phong lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Phốt Một đao chém xuống, cánh tay huyết kim cuồng bay ngang ra ngoài. Thế nhưng, huyết kim cuồng lại như không biết đau đớn gì, cánh tay còn lại nhắm thẳng vào Tần Phong. Dưới ống tay áo, một đạo huyết quang hiện ra. Vèo. Tần Phong lập tức cảm thấy trái tim đau xót, trái tim đột nhiên co rụt lại, hắn cúi đầu nhìn lại, trung tâm trái tim lại có một tiểu xà huyết sắc. Đẳng cấp của con tiểu xà này không cao, chỉ có cấp E lại là một cấp thú vương. Nếu là lúc trước, Tần Phong hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Nhưng bây giờ không có nội lực cương khí, ý thức lực điều động thường xuyên đến mức đầu đau muốn nứt ra chiến đấu với huyết kim cuồng đến bây giờ đã là đèn cạn dầu, bị tiểu xà này đánh trọng thương, tần phong chỉ cảm thấy khí lực cả người đều tán loạn, bích huyết xà. Hoàn toàn không ngờ, huyết kim cuồng cũng tự nuôi dị thú. Ha 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 ha, huyết kim cuồng cười ra tiếng. Hiện tại, vẻ ngoài của huyết kim cuồng đã đến 50 tuổi, cả người khô quắc hơn nhiều. Có thể thấy huyết kim cuồng cũng trả cái giá đắt. Chỉ là cái giá đắt này bằng 2.000 ức, tần phong, chết đi liều mạng cho đến bây giờ, Tần Phong cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi. Mặc dù sống lại đã cho Tần Phong ưu thế đủ lớn, nhưng ưu thế này còn chưa đủ để Tần Phong nghịch thiên đến mức khiêu chiến vượt cấp. Giả thiết hiện tại Tần Phong đến cấp D8, D9, vậy huyết kim cuồng cũng không phải là đối thủ. Công kích của huyết kim cuồng càng ngày càng gần, Tần Phong thở dài một tiếng, trong tay đột nhiên cầm một cái ngọc bài. Võ thần bài, đánh không lại, tần phong có thể chạy bí cảnh hiếm có như vậy không chỉ là vấn đề tài nguyên người nắm giữ bí cảnh có thể tiến vào trong bất cứ lúc nào cũng giữ được sự an toàn vào thời khắc mấu chốt tần phong bị bích huyết xà cắn cũng không cắn xuyên qua trái tim chỉ rách một chút da dù sao tần phong đã là thân thể thú hoàng bích huyết xà là một thú vương cấp e cũng không có khả năng cắn thủng cơ bắp của tần phong nhưng chút da ấy khiến độc tố chui vào thân thể tần phong đối với hắn cũng quá nguy hiểm. Trong chiến đấu, từng giây từng phút đều có thể bước qua sinh tử. Khuyết kim cuồng sẽ không bỏ qua cho hắn, công kích cũng đã đến nơi. Ý thức lực thôi động, quanh người Tần Phong đã bao phủ một tầng ánh bạc. Nhưng lúc này bên cạnh Tần Phong đã sớm xuất hiện một mảnh ánh bạc. Ngay sau đó, một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện bên cạnh Tần Phong, nàng như không hợp với chiến trường. Hiện tại, trên chiến trường, một thiếu niên vết thương đầy mình, mồ hôi nước bùng trộn lẫn ở trên người. Một lão giả suy yếu đứt một cánh tay, trên mặt đầy vẻ điên cuồng, muốn nhếch nhác thế nào thì nhếch nhác như thế. Chỉ có thiếu nữ này như bước ra từ trong tranh vẽ. Bạch Ly Tần Phong vui vẻ Vẻ mặt Bạch Ly nghiêm túc, nàng hơi nhấc ngón tay lên, một tia sáng bạc lập tức nổ tung, tiểu xà cắn trước ngực Tần Phong lại bị cắt đứt đoạn. Quanh, tất nhiên bản thể bích huyết xà không thể chỉ là một sự tồn tại rất nhỏ chỉ là sử dụng thuật biến hành lúc này bị chém giết lập tức bành trướng ra huyết kim cuồng trước người tần phong lại bị thân rắn tràn đầy trời đất này đẩy ra bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết chết tần phong khuôn mặt huyết kim cuồng vặn vẹo khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố lúc trước bích huyết xà này là thú cưng của hắn ta bây giờ lại bị người ta giết như thế không chỉ như thế trong lòng huyết kim cuồng càng lạnh lẽo Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện này có thực lực gì, chỉ vung tay lên đã giết chết thú vương cấp E, cho dù là huyết kim cuồng, e rằng cũng không có cách nào làm được dứt khoát như vậy. Ngươi, ngươi là Bạch Ly. Huyết kim cuồng trợn mắt nhìn Bạch Ly. Lúc này, Bạch Ly cũng đã lửa giận ngập trời. Nàng chỉ đi tấn thăng một chút, vừa thức tỉnh đã cảm giác được ý thức lực của Tần Phong suy yếu, thậm chí trong nháy mắt đã đến mức quanh quẩn bên biên giới sinh tử chỉ không ở bên cạnh chủ nhân một ngày mà thôi tần phong lại bị người ta bắt nạt bạch ly cảm thấy đây là có người khiêu khích nàng trên người bạch ly không tự chủ được tràn ra một loại uy áp kinh khủng uy thế như vậy tuyệt đối không thuộc về loài người huyết kim cuồng ngây ngẩn cả người bởi vì hắn ta cảm nhận được luồng khí tức kia trên người bạch ly cấp c thú hoàng giọng nói của huyết kim cuồng cũng thay đổi âm điệu ngươi lại là dị thú Lúc đầu huyết kim cuồng còn không kịp phản ứng, hiện tại đã biết thân phận của Bạch Ly. Đó không phải là bạn gái của Tần Phong sao, người được gọi là Bạch Ly cổ võ giả cấp dê, Tần Phong mua tinh hạch đều đưa cho ngươi. Từng chút một đến gần chân tướng, huyết dịch của huyết kim cuồng nguội lạnh, chỉ còn lại sợ hãi. Oanh! Huyết kim cuồng thôi động nội lực, tuôn ra tốc độ tuyệt đối, lui nhanh lại, hắn ta biết hiện tại không chạy chỉ có thể chờ chết. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn chạy. Ai có thể chạy thắng cự thú không gian? Con ngươi màu bạc của Bạch Ly gần như biến thành một đạo ngân hà sáng chói, lập tức bao trùm huyết kim cuồng. Huyết kim cuồng chỉ cảm thấy mình tiến vào một mảnh không gian kỳ dị, một cái hộp bịt kính phong tỏa ngăn cản hắn ta. Thứ này chỉ có thể tồn tại trong trận pháp không gian cao cấp ở bí cảnh, phong tỏa toàn bộ sinh cơ của huyết kim cuồng. Một điều càng kinh khủng hơn xuất hiện trong đầu hắn ta thú hoàng bạch ly này loại là thú không gian. Đây là sinh vật ly kỳ gì chứ? Trong lòng huyết kim cuồng ghen ghét đến phát điên. Sao tiểu tử tần phong này lại có thể may mắn như thế? Lúc này, cũng may tần phong chật vật thở ra một hơi. Bích huyết xà đã chết, năng lượng hòa vào thân thể tần phong khiến thương thế của hắn khôi phục từng chút một, kéo tần phong về từ biên giới tử vong. Dị năng, thôn vệ. Dị năng của tần phong nổ tung, bích huyết xà to lớn trước mặt nhanh chóng khô quắt, phong hóa, chỉ còn lại xương cốt yếu ớt biến thành bột phấn theo cơn gió thổi qua. Bạch Ly, trực tiếp giết hắn đi. Kẻ địch như vậy, Tần Phong không dám chậm trễ chút nào. Huống chi, đối phương đã biết thân phận của Bạch Ly. Tần Phong sợ huyết kim cuồng kéo theo một cái đệm lưng trước khi chết, công bố thân phận của Bạch Ly ra ngoài. Đến lúc đó, đừng nói là một cấp C, cấp B, cấp A cũng có thể đến, bạch ly nghe tần phong nói vậy lập tức gật đầu nàng đưa bàn tay nhỏ trắng như tuyết ra hung hăng nắm lại không gian đột nhiên ép lại trực tiếp bóp nát huyết kim cuồng thật ra tần phong không biết không gian phong tỏa mà bạch ly xây dựng có thể thấy được bằng mắt thường nhưng không gian đã không còn ở nơi này nữa tất nhiên bộ đàm chỉ có thể làm ra quét hình cảnh báo tín hiệu không thể truyền ra ngoài thậm chí ngay cả thiết bị kiểm tra tín hiệu sinh mệnh trong thân thể huyết kim cuồng cũng không có tác dụng gì đường đường là tộc trưởng thế gia cổ võ hắc ám, chết ở nơi hoang dã, ngay cả tộc nhân cũng không biết, Bạch Ly triệu hồi phù văn không gian, bên trong chỉ còn lại một vũng máu thịt. Bạch Ly nhấc tay lên, một cái vòng tay màu bạc bị triệu hoán ra ngoài, là trang bị phù văn không gian của huyết kim cuồng. Khụ khụ khụ. Tần Phong phun ra một ngụm tụ huyết trong ngực, năng lượng tuôn ra sau khi huyết kim cuồng chết nhanh chóng hòa vào trong thân thể của Tần Phong. Thương thế đều đã khôi phục rất nhiều đi đến võ thần điện nghỉ ngơi một chút tần phong vẫn cảm thấy suy yếu trận chiến quá khủng bố ý thức lực tiêu hao khiến tần phong cảm thấy choáng đầu hoa mắt ngươi không sao chứ ta xem trong giới chỉ của lão đầu tử này có đồ ăn ngon hay không ngươi nhanh ăn để nhanh chóng khỏe lại bạch ly lo lắng nói lại tìm kiếm trong trang bị phù văn không gian của huyết kim cuồng